Rồi ok, đầu tiên thì em sẽ xin giới thiệu sơ một vòng chiếc xe cho anh em mình xem để anh em mình thích. Rồi em sẽ giới thiệu từng chi tiết cho anh em mình xem nha. Đó, anh em xem con xe nha. Đèn led chế hai bên nè, kính chiếu hậu đồ nguyên zin hết, cản chống đổ là có gắn luôn, rất là đẹp nha. Đó. Con xe này khóa là quần chỉnh luôn, rất là ok nha anh em. Đó, giá thành nó cũng rất là hợp lý nha anh em, vì đa số những dòng này cực kỳ hiếm ở thị trường rồi. Nói chung là rất là khó tìm mấy dòng này. Có vô ba ga sau luôn nè. Đó, anh em mà để ý nha. Thùng nè, cản chống đổ nè, đèn led nè, nói chung mọi thứ con xe là vẫn nguyên zin bình thường. Đó, nếu như anh em nào không thích thì anh em mở thùng ra để ra ngoài, rất là đơn giản nha. Đó, anh em nhìn ha. Cái full Honda Shadow này thì nói chung là ngoài thị trường rất là hiếm mà cực kỳ nhiều anh em thích mấy dòng này. Đó, nên anh em nào cũng thấy yêu mến những dòng này thì liên lạc cho em để chốt giá con xe này. Đó, con xe nhanh nhìn ha. Ba ga này, làm rất là đường hoàng nha, rất là đẹp nha. Không có độ chế gì mà rườm rà hết nha, chỉ có gắn vô thôi, mua về là mở ắp là gắn vô thôi nha. Không có độ chế gì nhiều hết nên con xe rất là đẹp. Còn anh em nào không thích thì anh em mở khóa, anh em nhấn nút, anh em rút cái thùng ra ngoài bình thường nha. Không có vặn chế gì hết nha, rất là đơn giản, anh em nào cũng có thể gắn được luôn, cũng có thể mở ra được. Đó, em quay sơ một vòng đây, em sẽ quay giới thiệu từng con chi tiết con xe để anh em mình xem. Đó, anh em mình trải nghiệm con xe và đèn led rồi đặt ra đầy đủ nha.